Chào cả nhà nhé, hiện tại mình đang có mặt tại sân tập của câu lạc bộ Hải Phòng. Hôm nay các cầu thủ sẽ tập ở sân tập. Ngô Anh Tuấn đây. Chào anh. Trường ăn trước. Set đây, Martin Law, các lốt, đá 41 về. Đá 41. Thì hôm nay chạy cho anh.